Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, trên trang Facebook của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Tuyên có thông báo khẩn: kính gửi đồng bào dân Chúa, giáo xứ Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn và những người liên hệ. Sáng nay, tôi, Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Tuyên, phó xứ Trung Mỹ Tây, có nhận được cuộc điện thoại số 0586 kèm theo hai hình ảnh xin xác nhận đúng hay sai sự kiện liên quan đến tài khoản Facebook Hồng Phan Nam, xưng là cha chánh xứ Trung Mỹ Tây, có tới 1.073 người theo dõi. Người này có kêu gọi quyên góp mùa dịch và ghi rằng tài khoản của cha xứ nhận ủng hộ 62212051967 49 Aribank. Tôi đã nhờ người điều tra nhanh và thấy rằng tài khoản ngân hàng của người này giấu tên thuộc ngân hàng Aribank chi nhánh Nam Hoa. Đây là một chi nhánh nằm ở quận 6. Xin thông báo cho mọi người được biết, cha xứ giáo xứ Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn không có tên này và cũng không sử dụng tài khoản ngân hàng. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để mọi người sống hiệp nhất, bình an, công bằng và sống trong sự thật, bởi Chúa đã từng nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Giáo xứ Trung Mỹ Tây, ngày 8 tháng 8 năm 2021. Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Tuyên. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau vài tiếng đồng hồ đã tìm ra chủ tài khoản giả dạng cha xứ giáo xứ Trung Mỹ Tây, giáo hạt Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn. Tên đó là Phan Văn Nam.